6 ô tô đâm dồn nhau liên tiếp trên cầu Thăng Long, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Một ô tô con bị kẹp giữa xe container và xe tải khiến 4 người bị mắc kẹt bên trong. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9 giờ ngày 5 tháng 10 tại đoạn đường dẫn xuống cầu Thăng Long, địa phận phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Các xe lưu thông theo hướng huyện Đông Anh vào nội thành. Bất ngờ một xe ô tô bị đâm mạnh từ phía sau, 4 ô tô sau đó tiếp tục đâm dồn toa tôi nghe thấy tiếng động mạnh bốn người mắc kẹt trong ô tô con gồm ba nam và một nữ hoảng loạn mọi người cùng đi tìm xà beng để cậy cửa đưa người bị nạn ra ngoài anh nguyễn ngọc uy phường đông ngạc quận bắc từ liêm một nhân chứng tham gia cứu hộ nói các nạn nhân bị thương nhẹ được đưa đến bệnh viện e để theo dõi trong số 6 ô tô đâm dồn toa gồm 2 xe container, 2 xe tải và 2 xe con, trong đó một ô tô con bị kẹp ở giữa xe container và xe tải khiến 4 người bị mắc kẹt bên trong. Do ảnh hưởng của vụ tai nạn khiến cầu Thăng Long hướng từ Đông Anh đi trung tâm thành phố bị ùn tắc kéo dài. Đến 10 giờ, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã cử cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.